quá trời quá đất chịu không nổi nữa. Tháng này ông bà mình nói là hạn bà chằn mà. Trời ơi nắng thôi. Tôi tính nhờ anh qua đây nè, chỉ tôi phun thuốc rồi. Cái gì vậy trời? Trời thằng hai nghèo này, cái miệng nó chị. Cái miệng nó đi trước à. Cái gì vậy? Gặp bà mày mừng quá. Cái chuyện gì mà bình tĩnh, bình tĩnh. Tao mày mừng quá. Bình tĩnh con ơi, mày nín mày nói đàng hoàng ổng mới hiểu chứ. Ngoài ruộng con á, bò chị á nó quậy banh chành hết trơn rồi, bây giờ sao? Ôi bà mày, ruộng bị bò chỉ mà tao tưởng mày bị bệnh chỉ. Bò chỉ nó lộng hành dữ vậy hả trời? Bác sao bị luôn hả? Trời ơi, tao nói hồi sáng tao ra thăm ruộng của tao mà ở nó vàng ương hết mày ơi. Trời ơi, tao phá quả tâm tình tao mới thỉnh ổng qua đây nè, để ông nhờ ổng chỉ dẫn tư vấn cho tao đi nè. Bác Tám thì con quỳ bên ngoài bác Tám. Anh làm ơn nha, anh chỉ dẫn cho tôi với thằng Hai Nhèo cái cách nào tụi tôi đặt hết niềm tin vô anh. Không chỉ cho trị được cái bọ trị đi, cái nó lộng hành quá trời quá đất luôn. Bác Tám giúp đi, bây giờ bắn một mũi tên giúp hai con nhạn này đang giật giờ cái dữ nè. Tao chỉ giúp nhạn này thôi, còn nhạn này tao giúp cũng có ai mà ngại. Kè chút xíu đi cũng được mà. Đừng mà đính đi, mày làm quá. Ông rối rơi sớm đó, để từ từ nói. Đây nè, làm năm bây giờ mình phải không phải là mình ra ngoài ruộng mình thăm ruộng, mình coi cái ruộng mình có bị gì hay không là mình gì à. Mình phải đón đầu. Đón đầu là mình phải coi thời tiết. Bởi vì nó biến đổi khí hậu mà. Biến đổi khí hậu thì hệ quả của nó là vô lường. Mọi người nhìn đi. Sao? Lúc này nó nóng hơn không? Quá nóng. Mình đâu phải là cây nào, bụi nào nó cũng đủ sức đề kháng để mà nó kháng bệnh. Để mà nó tồn tại. Thời tiết nóng. Mà ruộng lại thiếu nước. Bên cạnh đó dinh dưỡng không đầy đủ. Là bón phân không có được. Ngon lành. Thì cái con bọ trĩ nó tấn công là phải rồi. Bây giờ dễ thôi. Về thả nước vô ruộng ha. Về bón phân thêm cho lúa ha. Cái lúa nó có đủ thức ăn, nó ăn để nó sống, nó tồn tại. Nó đủ nước thì con bọ trĩ sống được không? À hay quá rồi. Nè bây giờ tao hiểu lời sao, của ông Tâm. Có nghĩa là mình phải cung cấp dinh dưỡng cho lúa sớm. Ruộng mình đừng để cho nó thiếu nước ha. Trời hanh nắng khô hạn nè, mà ruộng mà thiếu nước nó là con bọ trĩ nó tấn công. Giờ mình cho ruộng mình nước đầy vô thì đẩy lùi con bọ trĩ, hiểu chưa? Con hiểu rồi. Hiểu nó lại coi. Con hiểu rồi. Hiểu sao? Bây giờ phải đầy đủ chất dinh dưỡng, phải cung cấp đầy đủ nước, không để hạn hán thì bọ trĩ phát triển, đúng không? Đúng rồi. Cảm ơn Tám nhiều lắm, con gái của con liền. Trời ơi, hay quá. Tôi nhắc nhở lại một lần nữa nè. Làm nông trong thời kỳ hội nhập là người nông dân phải biết nắm bắt khoa học kỹ thuật. Khi mà nó có sâu bệnh á thì mình phải biết được con sâu đó nó tấn công cây lúa ở giai đoạn nào. Chọn thời điểm đúng để mà phun thuốc, để mình không tốn nhiều tiền, không tốn vốn, năng suất lúa mới đạt hiệu quả. Nghe cho kỹ, thời cơ thách thức mở ra, người người ý thức, nhà nhà yên vui.